trong sự kiện triển lãm VMS 2016, Mazda CX-3 từng xuất hiện. Tuy nhiên, phải tới ngày 20 tháng 4 năm 2021, mẫu xe này mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam do nhiều yếu tố khác nhau. CX-3 được đưa về Việt Nam theo hình thức nhập khẩu từ Thái Lan. Mẫu SUV này được xem là đối thủ nặng ký của Toyota Corolla Cross, Honda HR-V và Kia Celtis. Mazda CX-3 chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam cùng với anh trai CX-30. Sự góc mặt của Tân Bình này sẽ khiến cho phân khúc SUV hạng nhỏ tại nước ta càng trở nên sôi động hơn nữa. Hiện nay, Mazda CX3 được bán ra thị trường với 3 phiên bản. Giá xe lần lượt là 649 triệu, 689 triệu và 729 triệu tương ứng với từng phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Trong tháng mới này, mẫu SUV nhà Mazda đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tức mức giảm từ 68 triệu cho bản Deluxe. 80 triệu cho bản Luxury và 86 triệu cho bản Premium. Giá lăn bánh tại Hà Nội cho 3 phiên bản hiện giảm xuống còn 681 triệu bản Deluxe, 714 cho bản Luxury và 752 cho bản Premium. Lưu ý, giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe. Mazda CX3 được bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và bốn tùy chọn màu sơn ngoại thất là xanh, đỏ, trắng ngọc trai, trắng. Mẫu xe đối thủ của Kia Celtis được Mazda phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Kodo. Xe có trục cơ sở 2570mm, với kích thước các chiều dài rộng cao tương ứng lần lượt là 4 275 mm 1765mm, 1535mm. Xe sở hữu ngoại thất được thiết kế mảng khối, góc cạnh, nhấn mạnh vào vẻ đẹp gân quốc của một chiếc xe đô thị gầm cao phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha tạo hình nửa vòng tròn bắt mắt, được nối liền với nhau bằng lưới tản nhiệt tạo hình bốn thanh ngang mạ chrome sáng bóng. Cản trước được ốp nhựa cứng tối màu làm cho dòng chữ CX3 càng thêm nổi rõ. Ở bên hông xe sở hữu bộ mâm đa chấu kích thước 18 in cùng, với những đường gân dập nổi chạy dọc theo thân xe. Vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn và hiện đại của mẫu xe cùng phân khúc với Kia Celtis còn đến, từ đèn hậu có biểu tượng viền led mới và ốp nhựa xám dưới cản sau đuôi xe có cặp ống xả kép chrome nổi bật, cản sau bằng nhựa, bộ đèn hậu sử dụng công nghệ LED, cánh gió phía sau và giá nóc thể thao. Để làm tăng tính thể thao, bản Premium còn được bổ sung ốp nhựa be sáng hầm hố. Bên trong cabin, nội thất được thiết kế theo phong các tối giản đặc trưng của người Nhật. Các trang thiết bị trên mẫu xe kình địch của Kia Seltis được bố trí một cách thông minh, dễ dàng sử dụng và vận hành. Xe sở hữu những trang bị đáng gờm khiến cho Kia Seltis cũng phải e ngại gồm hệ thống điều hòa tự động, gương chống chói tự động, phanh tay điện tử với tính năng giữ phanh tự động, ghế có tính năng nhớ hai vị trí, màn hình cảm ứng 7 in hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay, cửa gió điều hòa, màn hình hiển thị tốc độ trên kính hắt. Sức mạnh tới từ khối động cơ Skyactiv G 1.5L, phun xăng trực tiếp với công suất tối đa 110 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp tích hợp chế độ lái thể thao và hệ dẫn động cầu, trước, Mazda cũng trang bị cho mẫu xe đối thủ của Kia Seltis công nghệ kiểm soát gia tốc GVCT O-Ring Control, vốn được đánh giá cao trên CX-5 và Mazda 6.